nay thì mình xin review với các bạn quán cà phê Civil. Cà phê Civil là một trong những quán cà phê lớn nhất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Civil cà phê thì tọa lạc tại lô A11 căn 23 góc Tôn Đức Thắng, Cô Bắc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, trên khu đất rộng hơn 1.000 m² với không gian rộng rãi, thoáng mát, được thiết kế cho phong cách trang nhã phù hợp với mọi đối tượng khác nhau. Thì tại Sea View thì khách có thể ngắm biển Rạch Giá, tận hưởng cái sự mát mẻ trong lành từ gió biển. Đồng thời đây đó còn là điểm dừng chân lý tưởng cho khách tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại Vincom, là đối diện với quán cà phê Sea View luôn. Đây là mình đi lên từ phía bên phải, và hiện giờ là đang đi lên tầng 2 của trung tâm. Và khi mà nhìn từ tầng 2 ra thì các bạn sẽ thấy đối diện là trung tâm thương mại Vincom, phía trước là biển. Do hôm nay là thứ bảy và thứ bảy nên cái lượng khách đến quán là tương đối đông. Phía trong của cái tầng 2 tầng 1 thì hiện ở dưới mặt đất thì hiện giờ thì ở đây là phía bên tay trái với một cái nơi để cho các em bé, các gia đình chơi, và đó là một cái khu để mà chứa các bong bóng rất là thích hợp cho các gia đình. Đây là chúng ta đi lên từ phía bên tay trái và nhìn từ tầng 1 xuống phía dưới đối diện là Vincom đó các bạn. Lượng khách ở dưới bữa nay thì tương đối là đông như mà mình đã nói hồi nãy. Nhìn vào phía trong của tầng 1. Đây là khu ở phía trong của tầng 1. Ở đây có rất nhiều bức tranh rất là đẹp, với tranh monochrome, có nghĩa là tranh trắng đen. Đây là phía tầng, phía sàn, phía trên của tầng 1. Sau đây mình xin quay lại tầng 2 ở khu phía trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Rất mong mọi người đăng ký kênh của mình để nhận được các video tiếp theo về các khu vui chơi giải trí ở Kiên Giang cũng như địa điểm ăn uống. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại.